rất ngon, mình hãy ăn nào. Yummy yummy yum yum, cái mát lạnh. Con hãy mau lại đây nào bé yêu à, mình cùng ăn kem thật vui lắm. Chúng ta hãy chẳng chỉ kem này thôi. Nhìn này anh, thêm kem vào nữa nhé. Siro đây sẽ thơm ngon hơn. Cuối cùng mình đặt cherry lên này. Rất ngon này, kem rất ngon, mình hãy ăn nào. Cầu vồng kem em rất thích này. Em có thật nhiều kem màu sắc xinh đẹp. Yummy yummy yum yum yum, kem mát lạnh. Ta rất thích món kem ngon đây, ngọt và thơm mát cùng nhiều màu sắc. Yum yum yum, tớ muốn ăn này thôi. Tớ không thể, hãy giúp tớ của chúng ta đâu hết rồi. Nhìn những cái kem này. Ôi không. Ôi không, kem của chúng ta. Chúng ta có thể tự làm những cây kem cầu vồng. Con hãy mau nhìn xem trái cây rất ngon này. Mình cùng làm kem ngay nhé con à. Chọn trái cây thật ngon nhé, rồi dùng máy xay này. Làm thật nhiều vì kem ngon sẽ rất. Dâu tây đây có màu gì? Màu đỏ. Quả xoài có màu gì? Màu vàng. Kiwi đây có màu gì? Màu xanh lá. Việt quất ngọt thì sao? Màu xanh dương. Nhưng chúng ta sẽ làm kem bằng trái cây như thế nào ạ? Câu hỏi rất thú vị con yêu. Chúng ta hãy cùng nhau làm nhé. Dâu tây. Màu đỏ. Quả xoài màu vàng. Kiwi màu xanh lá. Việt quất màu xanh dương. Giờ đến lượt các con. Dâu tây màu đỏ. Quả xoài màu vàng. Kiwi màu xanh lá. Việt quất màu xanh dương. Giờ chúng ta sẽ cho kem vào ngăn đá và đợi nhé. Kem rất ngon này, kem rất ngon, mình hãy ăn nào. Cầu vồng mình rất thích. Yummy yummy yum. Kem rất ngon này, kem rất ngon, mình hãy ăn nào. Yummy yummy yum yum yum. Kem mát lạnh. Được không? Bé John, đã đến giờ ăn rau rồi con yêu. Không đâu, con không muốn. Con chắc chứ? Rau xanh có thể giúp con có nhiều sức khỏe giống như siêu nhân đó. Rau xanh vịt này ngon lắm. Yummy yummy yummy. Mình cần ăn rau mỗi ngày. Nhiều bạn nhé, yummy yummy yummy, mình cần ăn rau mỗi ngày, giúp cho mình khỏe hơn nha và còn thân cao lớn nhanh, mình khỏe mạnh trưa nay, ăn rau nhiều được thêm sức mạnh như siêu anh hùng, mình cùng ăn nhé bạn ơi. Còn thân cao lớn nhanh, mắt của mình nhìn rõ hơn rất nhiều.
mình cần ăn rau mỗi ngày. Hãy ăn thật nhiều bạn nhé. Yummy, yummy, yummy. Mình cần ăn rau mỗi ngày. Giúp cho mình khỏe hơn nha và còn thật cao lớn nhanh. Mình thấy khỏe mạnh hơn rất nhiều. Ăn rau nhiều được thêm sức mạnh như siêu anh hùng. Mình thấy khỏe mạnh hơn rất nhiều. Nhìn sang bên đây,
hãy nhìn kìa. Wow, là một chiếc tên lửa thật. Ôi không, nhìn kìa con yêu, ô tô của ba bị thủng lốp rồi. Ba à, ba à, để con giúp ạ, à, cùng sửa xe thôi nào. Ba à, ba à, để con giúp ạ, à, mình sửa xe cùng với ba. Xong đâu con yêu, hãy làm sạch bên trong xe nào. Ba à, để con giúp nào, con cũng muốn làm. Ba à, để con giúp nào, vì con đã lớn hơn rồi. Chúng ta sẽ có rất nhiều niềm vui. Ba ơi hãy xem này. Hai ba con đã làm việc rất chăm chỉ, trông như chiếc xe mới vậy. Mẹ sẽ có thưởng cho hai người. Một cái cho con, một cái cho anh. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn em yêu. Mình đi cùng nhau, vui, rất vui. Mình bay cùng nhau, vui, rất vui.
con sẵn sàng chưa? Vâng, thưa ba. Chúng ta bay nào. Đã sẵn sàng. Ồ, oh, con nhìn chú phi công kìa, John. Xin chào cậu bé. Mình sẽ cùng bay. Vâng, chú ơi. Cùng bay thật cao. Vâng, chú ơi. Cài dây an toàn nha. Chào, đang ngay. Máy bay tăng trâu này. Dìm, dìm, dìm. Này em, vâng, ta em. Là em nhảy, phải không? Không, anh à. Thật không, thật không? Vâng, chị à. Chơi thôi đi nô này. Yay, yay, yay. Sao vậy con? Con rất sợ. Đừng lo mà con. Vâng, thưa mẹ. Mình uống nước này nha. Vâng, mẹ à. Bé yêu rất ngoan. Yum, yum, yum. Làm sao vậy con? Con không vui. Tại sao vậy con? Con không vui. Nhìn ra cửa sổ nhé. Vâng, thưa ba. Ngắm những đám mây. Wow, wow, wow. Chuyến bay của chúng ta chuẩn bị hạ cánh. Xin mời các hành khách hãy đeo dây bảo vệ. Xin cảm ơn. Này con. Vâng, ta con. Cần đeo dây an toàn nha. Vâng, thưa mẹ. Con sẵn sàng chưa? Vâng, mẹ à. Máy bay hạ cánh nào. Yay, yay, yay. Cho lớp học võ chưa? Hay da! Tăng cường sức khỏe, tập luyện hàng ngày. Ta giống siêu anh hùng, đánh đuổi vi khuẩn. Chân mình cũng không sạch, cần rửa ngay nhé. Vi khuẩn, hãy đi ngay! Vi khuẩn có rất nhiều trên bàn tay các con, nên rửa ngay bé yêu à, rửa sạch sẽ. Giỏi lắm các con, vi khuẩn đã không còn nữa. Chúc
chờ mình đi công viên được không ạ? À? Được thôi. Công viên mình đi nào, chơi ở đây rất vui. Trượt đầu trượt mình rất thích, hãy xem này. Vẽ tranh với các bạn thật là vui. Công viên thật là tuyệt. Vi khuẩn có rất nhiều trên bàn tay các con. Hãy nhớ trước khi ăn thì rửa tay sạch sẽ. Ta đuổi hết vi khuẩn bằng xà phòng ngay nhé. Rồi mình xả nước ngay. Giờ con có muốn chơi đá bóng không? Chúng mình hãy cùng chơi với nhau. Đá bóng sẽ rất vui này, thật là thích. Chơi xong mình hãy mau rửa chân ngay nhé. Bánh bay hết lũ vi khuẩn. Tay bê yêu cũng không sạch, nhiều vi khuẩn chưa. Sau khi ta chơi xong, rửa chân tay sạch sẽ. Ta đánh bay vi khuẩn bằng xà phòng. Giờ chân tay mình đã sạch. Tốt lắm. Giờ ai muốn đi ăn kem nào? Con ạ, à, con ạ, à, con muốn đi. Yum yum yum, kem mát lạnh chúng mình rất muốn ăn. Yummy yummy yummy, kem thật là ngon. Có nhiều những hương vị kem ngon lắm, rất muốn ăn hết những vị kem này. Trước khi ăn mình cần phải rửa tay ngay. Trên tay có rất nhiều con vi khuẩn. Ta đánh bay vi khuẩn bằng xà phòng thơm. Rồi mình xả nước ngay. Vi khuẩn hãy đi ngay. Yeah, hãy đi ngay. Kéo kìa. Sẽ chữa cho con. Con sẵn sàng chưa cục cưng? Dạ được rồi. Mọi người đây rác. Chào, con thế nào rác? Khi mình đang thật là nhiều đau, đau, đau. Sẽ chưa cho hết đau, bây giờ đau hết liền. Chứ có lỗi gì rác à, bác nhà si. Ông chứ cho cái răng này chẳng còn đau. Cầm lấy tay của chi nào, mình đi thôi. Đến thăm ngay với nhà sĩ ta nên đi. Ngài sẽ chưa cho răng con không còn đau đâu. Ông chưa cho cái răng chẳng đau bé à. Gì phải lo nào con thấy không? Sẽ có nhiều niềm vui ở trên ghế ở đây. Ngay cả những bé con cũng thích ghê luôn. Giờ thì Ben nằm xuống nhìn anh sang đây. Mở cái miệng của con rộng hơn đi. Răng của mình sạch lắm ổn hết bé ơi. Đôi của chúng ta thật siêu phải không? Sẵn sàng chưa bé cưng? Bố thật vui mà thư đi con nghe. Chẳng còn ê buông răng đào răng chẳng còn. Mất cái miệng rong nào xem răng
sẽ chưa dễ thôi, nhanh thôi bé à. Mình cao răng giờ thì không sao, răng tôi nay tốt hơn chẳng còn đau chi. Messi là bạn của tôi, dịu dàng tốt ghê. Nay bạn thấy tôi với nụ cười này. Thấy con với nụ cười rạng rỡ, cười thật quê ta phải tìm nha si. Nha si là bạn của ta, mọi người luôn tin. Nào chà răng thật xanh và thật sang bóng, trên môi miếng cười chụp mừng anh nào. Cười thật quê ta phải tìm nha si. Nha si là bạn của ta, mọi người luôn tin. Nào chà răng thật xanh và thật sang bóng, trên môi mỉm cười chúc mừng anh nào. À chứ, mẹ ơi. Con yêu, con bị ốm rồi. Đừng lo lắng, bác sĩ sẽ giúp con tốt hơn. Bạn nhỏ tiếp theo, Sophie. Vào trong thôi, bé ngoan ơi, bác sĩ kiểm tra đừng lo. Chẳng hề đau đâu, phòng khám kia sẽ rất thú vị. Đây chính là máy chụp để bác sĩ thấy vết thương. Hãy đứng vào đây nào, em bé à. Đu đu dũng cảm lắm, làm được rồi nhé. Đu đu dũng cảm lắm, con rất tuyệt. Giỏi lắm Sophie, con có thể chọn bất cứ thứ gì con thích. Cái này ạ. Yay. Giờ đến lượt Jacob. Vào trong thôi, bé ngoan ơi, bác sĩ kiểm tra đừng lo. Chẳng hề đau đâu, phòng khám đây sẽ rất thú vị. Xem cân nặng xong mình, đo chiều cao nữa nha. Hãy đứng vào đây nào, đo xong mình chơi bé à. Đu đu dũng cảm, làm được rồi nhé. Đu đu dũng cảm lắm, con rất tuyệt. Con thật dũng cảm Jacob. Con có muốn lấy đồ chơi không? Xe tải ạ. Anita, đến lượt rồi. Vào trong thôi, bé ngoan ơi, bác sĩ kiểm tra đừng lo. Chẳng hề đau đâu, phòng khám đây sẽ rất thú vị. Bác sĩ ơi, kiểm tra này, đo nhịp tim của mình. Bé hãy ngồi ngoan nào, đo xong mình chơi bé à. Đu đu dũng cảm lắm, làm được rồi nhé. Đu đu dũng cảm lắm, con rất tuyệt. Con có một trái tim khỏe mạnh, chọn một thứ đi nào. Con rồi, Charlie. Vào trong thôi, bé ngoan ơi, bác sĩ kiểm tra đừng lo. Chẳng hề đau đâu, phòng khám đây sẽ rất thú vị. Bôi thuốc vào vết thương này để nhanh khỏi đau bé à. Không sao đâu mà, không hề đau chút nào. Đu đu dũng cảm lắm, làm được rồi nhé. Một cậu bé dũng cảm. Giờ con hãy chọn đồ chơi mà mình thích đi. Wow, robot ạ. Oh, và giờ đến lượt bé John rồi. Ôi bé yêu, bác sĩ sẽ giúp con tốt hơn. Vào trong thôi, bé ngoan ơi, bác sĩ kiểm tra đừng lo. Chẳng hề đau đâu, phòng khám đây sẽ rất thú vị. Bé đã bị sốt rồi, mình nên uống thuốc ngay, chịu hơn nhiều em bé à. Đu đu dũng cảm lắm, làm được rồi nhé. Đu đu dũng cảm lắm, con rất tuyệt. Bé John, con là một bệnh nhân tuyệt vời. Con hãy chọn một món đồ chơi mà con thích đi nào. Máy bay, máy bay. Zoom, zoom. Nhưng
biết. Ôi con yêu, con đã khỏe hơn nhiều rồi.